Dạ quý, xin chào tất cả quý bà con thân thương. Hiện nay quý đang có mặt tại vườn sầu riêng của nhà. Sau đây quý sẽ quay cho mọi người xem sơ cái lá non của quý giai đoạn như thế này. Thì sau cái cơi lá này thì quý sẽ tiến hành giai đoạn xiết nước và làm bông cho sầu riêng. Xin chia sẻ với bà con, hiện nay quý là người phát triển cây giống hoàng quý. Và đặc biệt giống cà phê HQ1 đã được quý phát triển từ năm gọi là trên dưới 6-7 năm nay, và là người nhân rộng giống cà phê HQ1 từ khu vực Cư Xuê và ra các vùng lân cận Cư Xuê, Cư Mờ Nga, Đắk Lắk. Thì sau đây quý xin chia sẻ với quý bà con hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với việc làm việc cây sầu riêng và làm trái. Thì sau đây quý sẽ chia sẻ với bà con một số bước để mà bà con nắm vững trong giai đoạn này. Thì hiện nay gọi là trước khi mỗi mùa, sau khi thu hoạch thì chúng ta phải cho đi từ 2 cho đến 3 cơ đọt để cây đủ sức, gọi là sau đó phục hồi á, thì cây đủ sức để chuẩn bị cho một cái mùa vụ mới. Thì hiện nay cây của quý đây thì có một cơi lỡ, và cơi này gọi là cơi chính thức, cơi thứ hai. Xong cơi này, và riêng ở tháng 1 tây này thì có thể cuối tháng này quý sẽ khi nào lá lùa lá già quý sẽ xiết nước làm bông. Vậy thì để chúng ta thúc được một cái cây như thế này thì mỗi khi muốn đi đọt thì chúng ta cần bón phân nợ hoặc 30-10-10 để thúc cây, hoặc là humic để cho bén rễ. Và mỗi lần đọt non thì bà con phải lưu ý phun rầy xanh, rầy nâu và rầy phấn trắng, đặc biệt những cái rầy đó phá thì rất là nghiêm trọng. Và cái mùa khô này thì nhện đỏ phát triển rất là mạnh, nên bà con phải lưu ý nhìn cái lá cây, nếu mà chúng ta nhìn nó có hiện tượng biến sắc, chuyển từ màu xanh, lá màu xanh mà sang màu xám trắng thì chắc chắn là nhện đỏ đã phá hủy rất là nặng rồi. Khi không có lá thì cây sẽ không thể nuôi trái được bà con nhé. Vậy thì đặc biệt là sau khi chúng ta xiết nước, là khi lá già tới và chúng ta tưới đầy đủ xong thì khoảng 25 đến 30 ngày sau thì bắt đầu nhú mắt cua. Vậy thì chúng ta sẽ xem mắt cua thì ra được khoảng 1 cm, thì lúc sau thời gian xiết nước thì cây chúng ta sẽ có hiện tượng muốn đi đọt lại. Vậy thì bà con phải thúc một cái lượng nước rất là lớn, gọi là tưới nhấp vài lần, sau đó thúc lượng nước lớn để chúng ta cho đi một cơ đọt với mắt cua. Và đặc biệt cơ đọt này chúng ta phải làm thật là nhanh, bởi vì bông từ lúc nhú mắt cua cho đến khi nở ra thì nó chỉ có 60 ngày thôi. Nếu bà con lơ là nước tưới trong giai đoạn này, và nếu mà không thúc phân bón có hàm lượng đạm cao và 30-10-10 và phân nở thì cây nó ra không kịp. Nếu mà lúc mà hoa nở mà lá đang còn chạy thì cực kỳ nguy hiểm nha bà con. Và tiếp theo nữa là khi nếu mà thời tiết của chúng ta tốt thì bông sẽ nở rất là đẹp. Và chúng ta sẽ tiến hành, đầu tiên là trước khi bông thì chúng ta phải tiến hành tỉa bông để chọn lấy những cái vị trí bông đẹp. Và khi trong giai đoạn, đặc biệt giai đoạn trái non, thì từ quả trứng cúc đổ lên thì bà con bắt đầu tiến hành phun phòng sâu đục trái. Sâu đục trái nó sẽ phá hủy cho đến khi trái lớn luôn, cho nên bà con hết sức lưu ý. Quý đi thăm rất là nhiều vườn bị hiện tượng này. Thì trước trong giai đoạn từ trái non cho đến trước 70 ngày thì tuyệt đối bà con không được để cây sầu riêng đi đọt. Nếu cây sầu riêng đi đọt thì toàn bộ trái nó sẽ rụng trong vòng chỉ khoảng 1 tuần thôi. Cho nên bà con sẽ không bao giờ trở tay kịp, và cái coi như mùa màng của chúng ta mất trắng. Thì hiện nay có những cái dòng hạm đọt mà hiện nay ở thị trường Tây Nguyên sử dụng rất là hiệu quả, đó là có thể kết hợp với ra hoa xanh cộng MX3 hoặc ra hoa xanh cộng với MKP. Đó, những cái dòng mà kali cao cộng với cái thằng ra hoa xanh, thì ra hoa xanh chỉ pha 1/2 chai thôi, nếu bà con pha nặng thì nó sẽ rụng hết dần lá non luôn.
thì chúng ta sẽ cầm được cái cây. Và đặc biệt đến giai đoạn khi trái gần lớn á, thì bà con hết sức lưu ý đó là nắm trái. Gọi là nắm trái thì chúng ta nắm bông, nắm trái thì chúng ta phải phun định kỳ, thỉnh thoảng, canh ngày có thể là khoảng 15-20 ngày thì chúng ta phải kết hợp lấy một lần phun phòng nắm trái và sâu đục trái. Đấy, mọi người lưu ý những cái điểm như vậy. Và khi mà trái trên 65 ngày thì chúng ta có quyền thả đọt, thả cho đọt nó đi từ tự nhiên, thì lúc đó có thể là kèm dòng sâu rầy để bảo vệ cái giàn đọt cho chúng ta. Thì trong quá trình trái lớn á, thì tùy mỗi cái cách bón nhiều hay bón ít. Như cái cách quý làm thì mỗi lần là khoảng 15 ngày thì quý sẽ bón một lần phân. Thì giai đoạn trái non thì chủ yếu là bón NPK 3 số bằng nhau, 3 số 15 hoặc 3 số 16. Đặc biệt tốt nhất là những cái dòng phân ngoại hoặc là những dòng phân tốt của Việt Nam. Hoặc là chúng ta có thể bón 12, 12, 17. Đó, cái lượng đạm vừa phải để cho cầm cái dàn cây đọt lại. Và đặc biệt đến khi giai đoạn chuẩn bị thu hoạch thì chúng ta bón kali trắng, bón thêm kali trắng hoặc là cái dòng kali cao để cho cây trái vào cơm. Thì đó là một số quy trình quý xin gửi đến quý bà con để chúng ta cùng nhau làm nông nghiệp thành công, đặc biệt là cây sầu riêng. Xin trân trọng cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.